Ngày hôm nay con làm video này, con có tâm tư muốn gửi đến mẹ. Con tên Dương Ngọc Quỳnh Như. Không biết là mẹ với con có hiểu lầm gì như thế nào, nhưng mà con với mẹ dù gì cũng là mẹ con. Mẹ hãy nói chuyện với con, là trực tiếp nói với con. Đừng nghe lời nhiều người. Dù gì con với mẹ cũng là mẹ con. Mẹ cho con nói những lời nói này ngày hôm nay, con cũng nhớ mẹ, nhớ gia đình. Nhưng mà con về con sợ mẹ bệnh viện, con sợ dữ lắm. Những ngày ở trong bệnh viện là họ con sợ lắm, con không muốn ở chung với những người như vậy. Nếu như mà con có bệnh, con chấp nhận sẵn sàng con đi khám bệnh chung với mẹ, nhưng mà mẹ hãy nhẹ nhàng với con. Mẹ cho con, mẹ phải nói chuyện với con là bây giờ mẹ muốn con đi khám bệnh. Mà nếu như mẹ cảm thấy con không bình thường như người khác, mẹ cũng hãy nói chuyện riêng với con là bây giờ con bị bệnh như vậy vậy đó, là mẹ dắt con đi khám bệnh nha, là con sẽ sẵn sàng đi khám bệnh chung với mẹ, là con sẵn sàng. Còn nếu như mà mẹ dùng và những người bà con hàng xóm xung quanh như vậy, con rất là sợ, con rất là muốn về nhà. Nhưng mà ngày hôm nay con sợ khi mà con về tới nhà thì mẹ con đi bệnh viện như vậy nữa, con rất là sợ. Con mong là giữa mẹ với con có nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn, là mẹ đừng nghe lời những người khác họ nói, để mẹ con mình xa nhau. Dù gì mai mốt mẹ có như thế nào, con cũng sẽ về nhà. Và hiện tại là con có chỗ ở, là bây giờ con rất là an toàn. Mẹ đừng lo cho con, và cũng đừng tìm con. Con sợ dữ lắm. Nếu mà mẹ thương con thì mẹ để cho con có cuộc sống, có công việc làm bình thường như bao người khác. Chứ đến khi mà mẹ suy nghĩ lại, mẹ có cái suy nghĩ là từ ngày hôm nay trở đi, mẹ có suy nghĩ là mẹ có suy nghĩ lại, mẹ không con này kia nọ nữa. Mẹ ngày hôm qua hôm kia con có nghe mẹ nói là nói con gái của mẹ chơi hàng này kia nọ, là con rất là buồn, con rất là buồn. Con mong là mẹ hiểu cho con, mẹ thương con. Nếu mẹ có suy nghĩ lại, bây giờ con có cuộc sống, con có nơi ở, con muốn nhà trọ ở để con kiếm việc con làm, thì đến một lúc nào đó mẹ có suy nghĩ lại, mẹ liên lạc với con, mẹ nói chuyện với con, để hai mẹ con với mẹ gần nhau hơn, không có phải hiểu lầm như vậy nữa. Là mọi chuyện hai mẹ con mình thương nhau, đùm bọc nhau mà sống. Mẹ cho em có muốn nói chuyện với mẹ không? Chẳng. Bây giờ em có đủ can đảm để mà gọi điện để mà mình tâm sự với mẹ mình không? Nếu thật sự mẹ em còn thương em thì mẹ với em nói chuyện với nhau sẽ dễ hiểu nhau hơn, là tránh những người khác chi phối mẹ, để mẹ với em xa nhau. Anh nghĩ là chắc mẹ là cũng không có thể nào mà như quá vô tâm vậy đâu. Anh nghĩ là đâu đó cũng sẽ có một cái nguyên nhân nào khác. Dạ. Giờ em muốn nói chuyện với mẹ không? Dạ muốn. Từ hôm bữa đó giờ mẹ có gọi điện cho em không? Dạ chưa. Bây giờ em muốn nói lên tâm sự của em, là bây giờ giữa mẹ và con, mẹ với con nói chuyện với nhau nó sẽ dễ dàng hơn. Mẹ không hiểu lầm con cũng không hiểu lầm mẹ. Em hỏi là mẹ sao mẹ nói con đi chơi hàng này kia nọ vậy đó, thì mẹ không có xác nhận, là mẹ nói là mẹ có nói, là mẹ chỉ nói mà em thôi. Tại sao mẹ em lên clip nói có trong cái đoạn này có nè, người ta ghi âm ta đưa lên nè. Giờ bây giờ mẹ của em, bây giờ em hỏi mẹ là mẹ có nói vậy không, thì mẹ lại không có xác nhận là mẹ nói như vậy với em. Mẹ em từ chối. Tại gì? Mà em là con gái của mẹ, mà không có người mẹ nào mà đi nói con mình vậy hết á. Nếu thật sự mà có, cho dù con mình nó có ra sao nữa cũng không thể nào mà vừa ghép em vô tội tâm thần, xong rồi ghép em vô tội nói em đi chơi hàng vậy được hết. Rồi bây giờ cái hồi nãy mẹ em có nhắc tới cái người kia là giống như là hiện tại cái mối quan hệ giữa em với người kia là như thế nào? Giống như là mối quan hệ của em với người kia y là sư phụ thôi. Chỉ là hai người có qua lại không?
Dạ, nói chung là thời gian trước á là y như là sư phụ là như có qua lại, nhưng mà thời gian sau này lâu lắm nay là em không có liên hệ. Rồi, nhưng mà em biết là cái người kia là có gia đình không? Dạ, hồi đầu tới nay là gia đình ta có vợ con đàng hoàng. Vẫn mà biết bình thường ha. Mà người ta cỡ tuổi ba của em á. Người ta đáng tuổi cha của em nữa. Nên em rất là tôn trọng, em coi như là sư phụ vậy đó. Tại vì anh thấy chắc về cái người kia anh cũng hơi bất ngờ. Nghĩa là bây giờ mẹ đưa em qua viện tâm thần, xong rồi qua tới bên chơi hàng, rồi vậy rồi em cũng không biết là mẹ như thế nào, nhưng mà không có thể nào mà đối xử với em vậy, dù gì em cũng là con gái của mẹ à. Thôi, khó xử. Nói chung bây giờ chỉ mong là cô xem được cái clip này và cô hiểu ra con của mình. Nói chung hai mẹ con anh nghĩ là cũng không ai muốn cái tình cảnh này xảy ra, muốn là hai mẹ con ngồi lại với nhau. Đâu đó là cũng em gái này cũng muốn về nhà, rất là nhớ nhà thật sự, bây giờ mà không có dám về. Rất là nhớ. Muốn về mà không dám, từ khi mà về mình phải uống mấy cái thuốc đó, thật sự bây giờ mình kêu mình tự nhiên bình thường kêu mình được uống mình đâu cũng sợ chứ. Ví dụ như em có triệu chứng gì khác người thì vẫn có thể là đi khám và đi giám định một cách nhẹ nhàng mà. Mình đâu có ai để nổi như vậy. Có nghĩa là em chấp nhận là bây giờ nếu như mẹ nói em là khác thường, không được bình thường như người ta, gọi là quậy phá làng phá xóm, thì nếu mà nói là đi khám bệnh thì em vẫn đi khám bình thường để thử xem em có bị bệnh hay không. Nói chung là cha thì cha cũng thương, cha cũng bình thường như bao người khác, rồi cha cũng không đánh, không có làm hết, cha bình thường. Nên có nghĩa là em có tình thương với người cha dượng. Tại em cảm nhận được có tình thương, em đối xử công bằng. Em không biết mẹ em bị tác động hay chi phối từ những người nào, nhưng mà có lớn nhất tác động lớn nhất là bên phía gia đình, chứ không có tác động từ cha không có làm gì em. Mẹ em kêu em về là về nhà mẹ em ở hay gì? Dạ mẹ kêu là hồi đó tới nay là nhiều năm mẹ cứ kêu về nhà dì hai ở hoài à. Mà em nói là em nói với mẹ là con của mẹ, con phải ở với mẹ. Tại vì mẹ sao phải ở nhà dì hai? Nhà dì hai có điều kiện hơn hay là sao? Nhà dì hai không có điều kiện, nhưng mà mẹ cứ áp đặt em là một hai phải ở nhà dì hai là em không chấp nhận. Em nói là dù gì em cũng là con của mẹ, dù như hai mẹ con mình ở chung với nhau, mẹ là mẹ sẽ thương con. Nếu mẹ không thương con thì trên đời này không ai thương con bằng mẹ hết á. Có khi nào giống như là mẹ em nghĩ, giống như là hiện tại mẹ đã có gia đình riêng, yeah, thì sống với mẹ hơi bất tiện, giống như mẹ muốn qua nhà dì hai, em có suy nghĩ đó không? Tại vì em có suy nghĩ là dù sao nữa là mẹ ruột cũng vẫn hơn người ngoài á. Tại vì mẹ là mẹ mang nặng đẻ đau em, cho nên cũng là mẹ. Mà mẹ có làm gì em, có nghĩa là mẹ nói không đúng em hay mẹ có nói đúng gì em, thì người đó vẫn là mẹ của em, thì em vẫn là con của mẹ. Nhưng mà còn ở giữa mình sự mà dì hai dưỡng hai em không, thật sự em không có quen biết, tại vì đó là chỉ là gia đình của mẹ thôi, em là không phải là người quê ở đó. Cỡ nào cỡ thì cũng không có bằng cái mối quan hệ giữa mẹ và con. Đúng rồi, dù mình sống trên đời nhà này là mẹ làm chỉ có mẹ mới thương con của mình thôi hả? Đúng rồi, theo nghĩ là giống như là từ tình thâm ruột thịt ở nhà mới, nói chung mới cảm giác được an toàn. Dạ. Nói chung bây giờ chỉ chờ mẹ em có suy nghĩ lại và gọi em về. Nhưng mà với anh nghĩ là em không muốn đi bệnh viện nữa, anh nghĩ là chắc có lẽ là mẹ sẽ hiểu và hai mẹ con sẽ nói chuyện với nhau để sau đó sớm hẹn lại. Bữa nay là em chỉ muốn lên em nói chuyện, là em tâm sự giống như là em đang tâm sự với mẹ. Là mong một ngày nào đó mẹ suy nghĩ thử kỹ lại, mà mẹ suy nghĩ lại, mẹ không có đi bệnh viện tâm thần nữa, hay là thuốc, hoặc là nói em chơi hàng hay chơi cái gì đó, là bất cứ cái lý do gì đi nữa, thì nếu mẹ nói gì nói, nhưng mà em giờ em mong muốn là mẹ suy nghĩ kỹ lại cho em cuộc sống yên bình. Là không có tâm thần, cũng không chơi hàng, không có bất cứ thứ gì nữa hết, tại vì dù gì em cũng là con gái của mẹ, hay cho em cuộc sống bình thường. Em tính những ngày sắp tới như thế nào? Hiện tại chỗ ở của em á? Em cũng không biết nữa, nhưng mà bây giờ là có mấy anh mấy chị cho tiền em mướn nhà trọ, thì em cảm ơn mấy anh mấy chị rất là nhiều. Mà em có chỗ ở chưa, hay là chơi ở trọ không sao được? Giờ cũng có cái cô chú đó ăn chay gì đó, thì gia đình cô chú cũng cho em ở, mà thì tạm thời em ở nhà cô chú đó, có thể là em giúp việc nhà hay là em làm dù phụ cũng được. Giống như ở tạm ha? Dạ. Mà ở gần đây không? Dạ, em cũng không tiện nói nữa. Sợ làm phiền cô chú.
Nói chung thì có chỗ tá túc là được rồi. Dạ. Ừ. Khi mà mình ở nhờ nhà người ta thì cũng phải phụ lạc giặc như này kia, người ta cũng đã có lòng cho mình em ở chấp tạm. Nhận em chấp nhận sẵn sàng là phụ giúp cô chú, nhưng mà em mong mẹ là sau những gì mà em nói ngày hôm nay á, từ đây về sau mẹ, em mong mẹ có cái suy nghĩ lại là con mình không có bệnh. Ừ. Là nếu có khác thường thì mẹ với em nói chuyện với nhau trực tiếp thẳng thắn với sẵn nhau. Sẵn sàng mình đi lên bệnh viện mình khám luôn. Đúng rồi. Nhưng mà rồi. Mình đi một cách nhẹ nhàng thôi chứ mình đừng có như vậy. Dạ. Rồi ai bản thân anh mà đông người như vậy là anh sợ chứ, làm sao mà không sợ được? Tại vì em là con gái nên em không, em chân yếu tay mềm, em không phải là con trai. Nói chung thì đây cố gắng lên thôi. Giờ chỉ mong là mẹ em hiểu được cái nỗi lòng của mình ha. Dạ. Nói chung thì hai mẹ con như vậy cũng không có tốt rồi. Thì mong rằng mẹ của Quỳnh Như đi, nói chung cô xem được clip này, cô hãy đón nhận con về theo cách nhẹ nhàng tình cảm. Không, thằng bé nó cũng muốn nhớ nhà, muốn về lắm. Nhưng vì nó lo sợ vào bệnh viện thì nó không dám về. Hiện tại bây giờ nay sống chỗ này mơ chỗ đó gì cũng đâu có tốt đâu. Ví dụ như gặp nhà tốt người ta cho mình ở, gặp ví dụ những người mà người ta không tốt đi, nhiều khi người ta có những cái ý đồ gì đó cũng không hay nữa. Tại thân con gái ngoài đường mà. Mong rằng thì qua cái đoạn clip này hai mẹ con sẽ sớm hiểu nhau. Em muốn nhắn với mẹ là nếu mẹ suy nghĩ lại là với điều kiện là con thật sự không có bệnh. Ừ. Con về ở với mẹ là mẹ thương con, mẹ không có nói con bị bệnh hay là nói con chơi hàng này kia nọ nữa thì con sẽ về. Ừ. Rồi cố gắng lên ha. Giờ để tụi anh sẽ truyền tải đến mẹ. Bây giờ hiện tại bây giờ em muốn nói chuyện với mẹ cũng rất là khó. Dạ. Bây giờ truyền tải những cái thông điệp này lên để hai mẹ con dễ hiểu nhau hơn.